Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Sáng ra tại Tây Nguyên thì trong video ngày hôm nay em xin chia sẻ một cái nội dung hết sức thú vị và quan trọng. Đó là cần chuẩn bị gì và làm như thế nào để có được một cái chậu lan tác phẩm đẹp. Thì đây là câu hỏi mà rất nhiều anh em trong thời gian gần đây thực hiện là hỏi em. Bởi chúng ta cũng biết rằng là để có được một cái chậu lan tác phẩm đẹp thì đòi hỏi khâu chuẩn bị và tất cả những cái bước thực hiện nó phải chuẩn chỉnh. Thời gian để có một chậu tác phẩm đẹp nó sẽ mất tầm khoảng độ 3 năm. Đấy. Như vậy là chậu lan đẹp khi ở cái tuổi 3 năm kể từ cái thời điểm mà chúng ta thực hiện làm thì như vậy mới có được một chậu lan tác phẩm đẹp các bác nhé. Từ đấy thì chúng ta cũng biết rằng là gì ạ, nó rất là dài hơi. Không thể nào mà hôm nay chúng ta làm mà thấy sai và hôm sau chúng ta thực hiện là làm lại để cho nó phù hợp hơn. Vì mỗi lần mà chúng ta làm lại như vậy á thì nó rất là phức tạp và là ảnh hưởng đến cái chậu lan của chúng ta. Và không phải lúc nào cũng thuận lợi trong cái việc là đưa lan vào chậu đâu các bác, nó có mùa đấy các bác. Cho nên hy vọng rằng là video này sẽ hữu ích cho tất cả các bác để chúng ta cùng tham khảo, từ đấy chúng ta có được những chậu lan tác phẩm đẹp và ưng ý trong tương lai các bác nhé. Rồi mời các bác cùng xem video. Như các bác cũng biết thì cái việc chúng ta chơi lan á thì thay đổi theo từng năm các bác ạ. Mỗi năm thì có những cái xu hướng và cái cách chơi khác biệt. Nhưng mà đối với những cái người mà chơi lan lâu năm, có nghĩa là có thâm niên, thì bao giờ cũng đi theo cái hướng là tạo thành những cái tác phẩm hoa lan rất là đẹp. Đẹp cả về cách trồng, có một cái giò lan ưng ý, cân đối, hài hòa cho đến khi mà ra hoa. Có nghĩa rằng là dù cây chưa có hoa thì chúng ta cũng có được một cái chậu lan rất là đẹp luôn, ưng ý luôn, để chúng ta có thể nhìn ngắm hoặc những người xung quanh nhìn ngắm vào cảm thấy là trầm trồ, đúng không các bác? Đó, thì từ cái vấn đề đó thì anh em đang trong cái quá trình để làm được những cái chậu lan tác phẩm cho riêng mình. Thì trước khi mà nói về nội dung này thì em xin trao đổi một chút về cái vấn đề là xu hướng và sự phát triển cái cách chơi của anh em trong những năm vừa rồi. Thì đối với những năm vừa rồi thì chúng ta cũng biết là gì ạ, giá trị của cây lan nó rất là cao, nhất là tầm khoảng độ 2 đến 3 năm về trước, đúng không các bác? Thì khi giá trị của cây lan nó cao như vậy á thì chúng ta siêu tầm được một cái ki, một cái giống nhỏ thì chúng ta đã trân trọng rồi. Và chúng ta trồng theo cái kiểu trồng chậu như thế này các bác này. Đấy, một ki và một chậu, đấy, hoặc là một thân một chậu như vậy đấy, để chúng ta thực hiện chơi. Đôi khi vào cái khu vực để lan của chúng ta thì chỉ thấy chậu thôi, chứ còn ki thì cứ líp nha líp kít nhỏ xíu luôn các bác. Đó, nhưng mà theo thời gian thì bây giờ giá lan đã về với cái giá trị thực của nó. Giá lan rất là rẻ, đôi khi còn rẻ hơn tiền mà chúng ta mua chậu, mua móc và đầu tư vào những cái khoản khác nữa. Đó, cho nên là việc mà chúng ta có những cái giống mà chúng ta thực hiện trồng và tạo thành những cái tác phẩm á, thì nó cực kỳ thuận lợi luôn. Và chính vì vậy cho nên nó sẽ là một cái xu hướng chơi của anh em. Thì bây giờ thì đôi khi anh em vẫn trồng những cái chậu nhỏ như thế này và trồng mật độ dày hơn trước, thay vì một thân, đúng không các bác? Thì bây giờ có thể là trồng ba thân. Nhưng mà trồng ở chậu nhỏ và với cái mật độ như thế này nó chỉ phù hợp cho chúng ta chơi 1-2 năm thôi. Chứ còn theo thời gian để gọi là một cái tác phẩm đẹp thì những chậu này thì không thể gọi là tác phẩm đẹp được, mà nó chỉ ở cái tầm gì ạ, cơ bản thôi các bác ạ. Cho nên để chúng ta có được một cái chậu tác phẩm thì chúng ta phải có cái sự nhìn nhận chỉnh chu, dài hơi, và chúng ta định hình được cái chậu lan sau 3 năm nó đẹp đến mức độ nào và nó đi theo hướng như thế nào. Đó, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta thực hiện làm được, chứ không phải là làm theo kiểu rò đá qua sông đâu các bác. Có nghĩa là làm theo kiểu là chúng ta làm đến đâu và chúng ta nghĩ đến đâu chúng ta làm đến đấy. Và cái thứ hai là chúng ta thực hiện làm nhưng mà chỉ thấy được cái đẹp trước mắt, là nó phải như thế này, phải như thế kia, thì khi trồng lên chúng ta cảm thấy gì ạ, nó rất là đẹp, nó rất là hoành tráng, rất là bắt mắt, nhưng mà theo thời gian thì nó lại không phù hợp nữa. Thì đấy là cái mà không thể nào mà tạo thành một cái tác phẩm được. Thì gần đây em thực hiện xem những cái video mà anh em làm tác phẩm cho khách hàng ở trên TikTok hoặc là một số những cái trang mạng, em thấy thực ra anh em đang làm theo cái kiểu là gì ạ, chiều chuộng khách hàng theo kiểu trước mắt thôi,
Có nghĩa là mình trồng những cái chậu lan nó mang cái tính chất gì ạ? Để bán luôn. Vì nhìn nó đã sum xuê, nó đẹp rồi. Mật độ trồng rất là dày. Và cái cách thực hiện trồng nó chưa chuẩn, nó chưa đạt về cái xác định được cái hướng của thân lá sẽ thực hiện như thế nào trong tương lai, dẫn đến là gì ạ? Nó không phù hợp các bác ạ. Đấy là cái cách mà anh em chưa đủ về thâm niên để chơi và hiểu được, để có một cái chậu tác phẩm theo trồng đứng hay trồng thòng thì nó phải tuân thủ theo những cái cách thức như thế nào thì mới có được các bác nhé. Thì các bác xem video này sẽ thấy được rất là rõ điều đấy luôn. Thì em sẽ nói chi tiết từng phần một vì sao chúng ta lại làm như vậy các bác nhé. Nội dung thứ nhất đó là chúng ta phải chuẩn bị những cái chậu thuộc về khổ lớn, gọi là size lớn các bác ạ. Đây, như các bác đang quan sát thì hai chậu lan, chậu này đúng không ạ, và chậu này là hai chậu lan mà em thực hiện tách gốc và trồng từ năm ngoái đó các bác. Đây các bác nhìn thấy cả. Đấy, các cái gốc được tách ra và thực hiện trồng từ năm ngoái luôn đấy các bác. Và đến thời điểm này là vào khoảng hơn một năm một chút, thì chúng ta thấy không ạ, nó chưa thể nào gọi là một tác phẩm được. Nó mới đang trong quá trình định hình thôi, đúng không ạ? Đang trong quá trình định hình thôi, chứ còn sang năm mà sang năm nữa thì nó mới thực sự là những cái chậu lan mà đẹp, gọi là tác phẩm được. Đó thì bước đầu tiên là chúng ta phải xác định lâu dài thì phải chọn gì ạ? Cái chậu đủ về độ lớn. Như chậu em đang sử dụng thì thường là 35-40 đấy các bác. Đây này, đường kính là tầm 35-40. Hoặc có những cái tác phẩm nhỏ hơn thì nó tầm 25-27. Đấy, ví dụ như những cái chậu này 25-27. Còn những cái chậu này lớn hơn thì mình phải sử dụng là size từ 35-40 các bác ạ. Có những cái chậu như chậu lộc bắc của em chơi á, thì nó phải size tầm 50 á, thì mình mới có thể là chơi được. Đấy, thứ nhất là chậu phải đủ độ lớn các bác nhé. Cái vấn đề thứ hai rất là quan trọng luôn, đó là phần giá thể các bác ạ. Giá thể là phải cực kỳ chuẩn luôn các bác nhé. Đủ về độ to. Vì là sau 3 năm thì giá thể nó có thể là mục mọt. Cho nên là về giá thể chúng ta phải chuẩn bị những cái giá thể mà đủ về độ to để chúng ta thực hiện là gì ạ? Chúng ta đưa vào. Và giá thể phải được xử lý rất là kỹ càng luôn các bác ạ. Ví dụ như chúng ta xử lý bằng cách là ngâm vôi hoặc là chúng ta luộc lên, nhưng phải đảm bảo được cái độ sạch và tránh được cái vấn đề là nấm mốc. Vì sao là em phải nhấn mạnh cái nội dung này? Bởi vì khi mà chúng ta trồng những cái chậu lan mà to á, mà ban đầu trồng thì thường là các cái mầm hoặc là những cái kia nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Cái kia rất là nhỏ như thế này, mà chúng ta với cái mật độ chậu lớn, giá thể nhiều, thì cái việc mà theo thời gian bị nấm mốc á, là nó sẽ rất là dễ luôn. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải xử lý cực kỳ kỹ, bởi xác định là gì ạ? Chậu lan sẽ theo chúng ta tầm 3-4 năm. 3 năm là một tác phẩm đẹp rồi, và 4 năm thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta chuẩn bị vì ạ, chất liệu chậu này là phải đủ độ bền này, size chậu đủ độ to này, giá thể phải đủ độ sạch này. Đó, thì những cái yếu tố đấy thì mới có thể là tạo ra được những cái tác phẩm các bác. Chứ tránh trường hợp chúng ta thực hiện trồng 1-2 năm thì giá thể lại bị nấm mốc hỏng hết thì lại thay ra, thì tác phẩm của chúng ta lại bắt đầu lại phải quay về zero, nghĩa là bắt đầu lại từ đầu các bác, rất là mất công luôn. Đấy là nội dung đầu tiên các bác nhé. Chậu và giá thể là hai vấn đề cốt lõi đầu tiên để có được một tác phẩm đẹp. Nội dung thứ hai đó là chúng ta cần phải có những cái giống phải cực kỳ khỏe và có cái độ thân thủ, có nghĩa là về thân lá nó phải đẹp. Bởi vì chơi tác phẩm á, là không hẳn là chúng ta chỉ chơi hoa vào cái mùa ra hoa đâu, mà chúng ta sẽ chơi cả thân lá nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta có được những cái giống khỏe, lựa chọn để làm sao đó nó phù hợp, nó đẹp cả thân lá và hoa là cái mà chúng ta cần phải quan tâm đến nó. Thì đối với em thì em trồng theo hai dạng các bác ạ. Lựa chọn giống theo hai dạng để đưa vào một chậu. Cái thứ nhất là cái cách mà chúng ta đưa 5 giống, ví dụ như 5 hoặc là 6 giống khác nhau, nhưng mà chúng ta phải biết chọn lựa để những giống này nó có cái mức độ phát triển và thân thủ thân lá nó phải dạng tương đồng các bác ạ. Có nghĩa là mình lựa chọn những cái giống mà nó phù hợp với nhau để chúng ta đưa vào một chậu. Ví dụ đây là một chậu lan mà khách nhờ em làm cách đây tầm hình như là 1 tháng gì đó đó,
khi em trồng thì cái mầm gốc nó nhỏ nhỏ và bây giờ thì nó đã như thế này rồi các bác này. Đó, đây là một anh bạn nhờ thực hiện là gì ạ? Đưa vào chậu, lựa chọn giống và đưa vào chậu để làm món quà sinh nhật gửi cho bạn. Thì bây giờ thì nó đã được như này rồi. Đó, thì năm giống này thì em sẽ lựa chọn để cho nó phù hợp và đưa vào chậu và định hướng nhìn nhận về sự khác biệt về mặt hoa, thân lá có độ tương đồng để khi cây phát triển thì nó cùng một nhịp. Như vậy thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy là cái cách lựa chọn 5 giống hoặc 6 giống khác nhau để đưa vào chậu, nhưng nó phải có điểm chung các bác nhé. Cái vấn đề thứ hai là lựa chọn một giống. Ví dụ như chậu này em mới thực hiện, em làm cách đây hơn một tuần này. Đó là em hạ những cái ki của cây năm cánh trắng Phú Thọ và em đưa vào chậu như thế này, đúng không ạ? Em đưa vào chậu đó, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn giống để thực hiện là gì ạ? Đưa vào một cái tác phẩm của mình là phải có cái sự cân nhắc và tính toán, thì tránh trường hợp là gì ạ? Đưa những cái cây dòng thân thủ và kết hợp với những cái cây dòng thân nhỏ đó đưa vào không phù hợp, hoặc những cái dòng mà mang chất là hoa xuân là chúng ta lại đưa vào những dòng hoa hè thì nó sẽ là cũng không phù hợp. Bởi vì sao ạ? Cái tác phẩm đẹp khi mà hoa nó nở mang chất là đồng thời, cũng gần như là cùng một nhịp, cùng một thời điểm á, thì như vậy thì nó mới đẹp được. Chứ cây thì đến mùa thì tháng 3 thì đã rụng hết lá, thắt ngọn, rụng hết lá chuẩn bị hoa. Cây thì tháng 4, tháng 5 mới bắt đầu là rụng lá, chuẩn bị hoa vào tháng 6, tháng 7. Như vậy là nó sẽ rải rác thì không thể nào gọi là một cái tác phẩm đẹp được. Mà gọi là tác phẩm khi đó là một cái chậu lan nó mang sự hoàn hảo rất là cao thì mới gọi là tác phẩm. Chứ không phải là chúng ta trồng một cái chậu lan nó sống, nó đảm bảo là chúng ta nghĩ nó là tác phẩm đâu. Không phải đâu các bác ạ. Để quay một tác phẩm đẹp nó gồm có nhiều yếu tố lắm, rất là kỹ càng luôn. Cho nên việc mà chúng ta lựa chọn giống thì cần phải có cái sự tư vấn, đặc biệt là những bác mới các bác nhé. Đó, thì cái cách tạo tác phẩm của em thông qua giống đó là: một là chúng ta trồng cùng một giống và một chậu. Hai là chúng ta thực hiện gì ạ? Trồng nhiều giống vào một chậu nhưng phải có cái sự tương đồng. Đó là vấn đề thứ hai mà em nhấn mạnh trong video này. Các bác đang quan sát trên màn hình, đây là chậu lan mà cái khổ chậu rất là lớn các bác này. Khổ chậu là 42 đấy các bác, rất là lớn luôn, chậu gỗ và chậu đây nữa các bác này. Đó. Thì em chia sẻ thêm một chút về đối với hai chậu lan này. Thì đối với chậu lan này thì em đã làm trong một cái video chia sẻ về cái cách trồng chậu lan tác phẩm thân thòng. Ngoài thân thòng ra thì em còn kết hợp cả trồng đứng nữa các bác ạ. Thì vì sao lại phải kết hợp? Tại vì cái chậu này cái khổ nó rất là lớn. Đây là đường kính của nó lên đến là 40 các bác, hơn 40 á. Đó. Đường kính của chậu hơn 40 dẫn đến nếu mà chúng ta chỉ trồng theo kiểu thòng ở xung quanh thôi thì ở khu vực giữa nó tạo thành một khoảng trống rất là lớn luôn. Cho nên em sẽ thường đặt một cái khóm chủ đạo ở giữa tâm của chậu để cho kết hợp. Khi mà cái chậu lan này là một chậu lớn thì xung quanh nó sẽ thòng xuống, nó thòng xuống bao trùm luôn cả cái chậu. Thì ở giữa này nó sẽ có một cái khóm tầm khoảng 3 mầm gốc hoặc 5 mầm gốc theo thời gian ấy, thì nó sẽ đứng lên. Như vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ có được một cái tác phẩm là cả thòng cả đứng luôn. Đó, thì đây cũng là khi chúng ta trồng những cái chậu lớn thì chúng ta cũng có thể có thêm một cái sự tham khảo nữa. Hoặc có những cái chậu như thế này thì chia sẻ với các bác là chủ đạo của nó thì em sẽ thiết kế theo kiểu là gì ạ? Trồng thòng xung quanh. Đấy, các bác thấy là những cái mầm gốc này, đấy nó đang thòng xuống xung quanh này. Nhưng mà do em cắt một cái lượng thân rất là lớn nhiều cho nên là dư ra thì em có đặt ở trong này nữa. Thì cái việc mà đặt trong này thì mình đang tối ưu về cái phần gì ạ? Tối ưu về cái phần diện tích chậu nó quá lớn. Đấy, cho nên là mình đặt tạm ở đây và có thể sau đó mình chọn lọc để mình thực hiện là tỉa bớt đi. Đó. Tại vì lúc đầu khi mà làm cái chậu này thì những cái mầm này nó chưa lên đâu các bác. Đấy, những cái mầm này nó chưa lên, nó mới lên á. Đây này, cái kia này nó mới lên đó. Nó chỉ có mấy cái mầm này thôi, thưa thớt mà thôi. Nhưng mình đặt lên thì bây giờ nó trở thành một cái chậu nhờ như thế này các bác ạ. Đó. Thì mình sẽ chủ đạo của nó sẽ là những cái khóm thòng được trồng ở mép chậu phía bên ngoài. Còn sau khi những cái kỳ này nó lên và nó ổn định thì mình có thể là gì ạ? Có rễ thì mình nhấc, mình đặt thêm ở đây để cho nó tạo thành một cái chậu thòng nữa. Chậu thòng mà nó sẽ phủ kín được cái chậu.
có thể đặt một số những cái mầm ở giữa nữa, như chậu này. Thì đó, đó là cái cách mà chúng ta không bị lạc giống, và cũng như là mình điều chỉnh dần. À, nhưng mà lưu ý điều chỉnh thì cũng phải theo thời điểm thời vụ, chứ tránh trường hợp để cho cây ở bên trong này nó lớn quá rồi chúng ta mới điều chỉnh, như vậy là nó rất là khó các bác nhé. Nội dung thứ ba rất là quan trọng, đó là cái cách trồng các bác ạ. Cái cách trồng thì đa phần anh em cũng chưa có nhìn nhận được về cái dài hơi, dẫn đến là trồng chưa phù hợp và cứ phải nhấc đi nhấc lại, trồng đi trồng lại. À, như em nói ban đầu á, là trồng đi trồng lại, bởi vì khi mà chúng ta trồng á, thì cái mầm nó đang là rất là nhỏ và chúng ta chưa nhìn được cái dài hơi theo thời gian, và đến khi mà cái mầm nó lớn rồi á, thì chúng ta mới nhìn là được, thấy rằng là nó không phù hợp rồi và bắt đầu sửa lại. Thì đây là cái chậu lan mà em thực hiện, em trồng năm ngoái các bác nhé. Đây, cái mầm gốc đến thời điểm này là giữa năm thì nó được như thế này rồi. Đó. À, còn năm ngoái thì nó như thế này các bác này. Và đây là hoa này. Đó. Đó thì chúng ta mới thấy rằng đây là một cái chậu lan năm ngoái đúng không ạ? Một cái chậu lan năm ngoái, và em thực hiện trồng như thế nào? Đó là đưa những cái khóm này vào vị trí cách cái mép chậu tầm khoảng độ 5-6 cm. Đấy các bác thấy này. Đó, đều là 5-6 cm hết. Đó, em sẽ giải thích vì sao mà mình lại thực hiện trồng như vậy để chúng ta cùng nắm được các bác nhé. Bởi vì khi mà chúng ta thực hiện trồng thì chúng ta phải tuân thủ theo cái chuẩn, đó là chúng ta trồng đứng hay là trồng thẳng. Ví dụ nếu chúng ta trồng đứng á, thì nó đơn giản hơn, đó là đưa cái khóm lan ở trong giữa chậu, hoặc là ở từng khóm ở những cái khu vực cách nhau nhưng mà nằm ở giữa chậu, thì thường đó là cái cách chúng ta thực hiện trồng đứng đúng không ạ? Có nghĩa là đưa những cái khóm lan chúng ta vào tâm phần trung tâm của chậu để chúng ta thực hiện là gì ạ? Trồng. Để khi nó lớn lên thì chúng ta mới bắt đầu định hướng cho cái thân nó đi theo cái hướng thẳng đứng lên. Đó. Thì lâu nay thì anh em đang thực hiện là chơi theo kiểu trồng đứng này rất là nhiều. Và đây là cái cách trồng mà phá cách đối với tính chất của cái dòng lan này. Bởi vì dòng lan này được gọi là lan thân thòng. Có nghĩa là thân thòng về bản chất gì ạ? Nó rất là phù hợp với cái việc mà thân nó sẽ thòng xuống. Đó. Cái việc này thân nó thòng xuống, nó ra hoa, nó phát triển, nó thòng xuống như thế này các bác này. Thì đấy là cái tính chất chuẩn của nó. Còn chúng ta lâu nay phá cách bằng cách trồng đứng. Khi trồng đứng như vậy á, thì đối với chậu lan trồng đứng nó cũng có cái đẹp của nó. Nhưng mà đối với khi mà chúng ta thực hiện mà trồng với số lượng nhiều á, thì cái việc mà chúng ta phải định hình thân là nó thường xuyên luôn. Ví dụ như là cái ngọn này muốn cho nó đứng thì chúng ta phải cắm que đúng không ạ? Và ngọn nó đi đến đâu thì chúng ta phải định vị cái thân đến đấy. À, nếu không định vị là nó sẽ gãy liền các bác. Đó, ví dụ như thân này. À, khi chúng ta định vị rồi cái ngọn này nó tiếp tục nó phát triển. Nếu nó phát triển mà nó vượt quá cái khả năng gùm thân của nó thì nó sẽ gãy liền. Đó, cho nên là rất là bận luôn. Cho nên cái việc xu hướng bây giờ anh em thực hiện chơi, thứ nhất là về cái đặc trưng tính chất của cây lan thân thòng, đó là trồng thòng. Cái thứ hai là anh em sẽ thực hiện là gì ạ? Trồng theo một cái tác phẩm. Đó. Như vậy là khi mà chúng ta tuân thủ trồng thòng và có một cái tác phẩm đẹp thì chúng ta phải biết cách để thực hiện trồng. Đấy. Thì các bác quan sát thấy chậu lan này, đấy, hai chậu lan này. Đó. Thì kể cả chậu kia nữa đúng không ạ? Lan thì em nhiều lắm các bác. Đây các bác xem này. Em quay sơ sơ một cái dàn này. À, trên đây dàn 4 tầng và chậu rất là lớn đúng không ạ? Và bây giờ nó đang chuẩn bị thòng xuống rồi. Và tới đây thì toàn bộ khu vực này sẽ là một thác, một suối. Các cái thân nó thòng xuống xanh rì luôn. Đó. Thì quay trở lại vấn đề chính. Đó là chúng ta, cái cách trồng của chúng ta là phải trồng gần mép. Vì sao phải trồng gần mép? Khi mà trồng gần mép á, thì cái thân này khi nó thực hiện này, nó đến một cái thời điểm nó thực hiện, nó sẽ tạo thành một cái độ nghiêng, tạo thành một cái độ nghiêng, rồi nó sẽ dần dần nó hạ thân theo cái chiều dài phát triển của cây. Đấy, theo chiều dài phát triển của cây, và nó tự nó thực hiện nó thòng, nó tự nó thực hiện nó thòng. Nhiều anh em thì cứ nhìn vào cứ tưởng là sợ rằng nó sẽ gãy, nhưng mà nó cũng không gãy được đâu, tại vì cái quá trình này là nó hạ thân một cách từ từ. Nếu mình trồng chuẩn á, thì nó sẽ hạ thân một cách từ từ và nó sẽ đi xuống và nó tự nó điều chỉnh cái phần nút thắt này để làm sao nó đi xuống cho nó phù hợp.
chứ nó không phải là nó dài phát là nó đổ sụp phát là đôi khi nó gãy. Nhưng mà nếu mà nó phát triển một cách từ từ ấy, thì nó sẽ không gãy đâu các bác ạ. Đây các bác xem này. Đấy, đầu tiên những cái ngọn này nó cũng đứng đúng không ạ? Nhưng mà dần dần nó đang có cái xu hướng gì ạ? Ngả thân. Ngả thân rồi sau đó là nó sẽ xảo, nó vòng xuống luôn. Đây các bác thấy này, nó rất là dài. Đấy, nó phát triển và dần dần nó sẽ tự gùm thân, nó vòng xuống. Đó. Thì đứng ở chậu lan này cho nó dễ quan sát hơn các bác này. Đấy, em sẽ trồng 3 khóm cách cái phần mép chậu cỡ như thế này các bác này. Đó, cách mép chậu như thế này. Đó. Thì cái mặt của thân thì chúng ta phải xác định đâu là mặt trái, đâu là mặt phải. Bởi vì ví dụ như đối với chậu lan này thì đây sẽ là mặt phải các bác này. Và đây sẽ là mặt trái này. Đây, ngọn này chúng ta sẽ dễ hình dung này. Mặt phải bao giờ cũng gì ạ? Hứng, nắng, rồi là nước, dưỡng chất. Đó. Và nó hướng vào bên trong. Đây các bác thấy không ạ? Nó hướng vào bên trong của cái phần chậu. Đây chúng ta thấy không ạ? Nó hướng vào bên trong mặt chậu. Để rồi như thế nào ạ? Để rồi khi nó dài ra, nó vòng xuống thì cái phần mặt phải nó vẫn là hướng ở ra ngoài. Đây các bác thấy này. Đấy. Khi nó thòng xuống thì nó sẽ hướng ra ngoài như thế này. Đúng không ạ? Khi nó hướng ra ngoài như thế này thì nó sẽ tạo một cái cấu trúc ạ. Nó sẽ hơi vòng vòng hướng ra. Đó, thì cái ngọn nó sẽ tạo thành độ đẹp tự nhiên và nó chuẩn về cái mặt để nó lấy về cái phần dưỡng chất. Chứ nếu mà chúng ta không biết thì lại trồng úp vào thì cây thì chắc chắn nó sẽ vặn thân rồi, chứ nó không chịu cái cách úp vào đâu. Nhưng mà nó sẽ làm cho cái thân lan nó không được trọn vẹn, nó xấu đi, bởi vì nó phải quá trình vặn thân, đúng không các bác? Đấy, thì khi mà chúng ta trồng thì chúng ta sẽ có một cái khoảng cách với mép chậu. Vì sao lại vậy? Bởi vì đấy là cái cách để chúng ta không làm cho cái ngọn này nó dễ bị gãy khi mà nó vòng xuống. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì sao lại phải có cái khoảng cách như thế này? Bởi vì chúng ta nhìn vào cái khóm lan này, chúng ta sẽ dễ hình dung theo thế hệ. Bởi vì chậu lan chúng ta sẽ trồng và chơi tầm 3 đến 5, 6 năm, đôi khi 3, 4 năm ấy, thì chúng ta phải thấy rằng những cái thế hệ của nó như thế này, nó sẽ đi theo chiều hướng là tiến ra phía mép chậu, chứ không phải là nó sẽ đi vào đâu các bác nhé. Đây, ví dụ như đầu tiên em trồng là nó cái khóm này này, cái khóm tay em đang cầm này. Sau đó khóm này sinh ra hai cái khóm này, được chưa? Đó, thì nó đã có sự tiến ở đây và tiếp tục khóm này sinh ra cái này, sinh ra cái đây trước, sinh ra cái đây trước, đấy nó tiến ra và cái này sinh ra cái này, có nghĩa là nó sẽ dần dần nó tiến ra phía mép chậu. Đó, thì đây là cái khoảng mà chúng ta để trống để cho những thế hệ sau nó phát triển thêm. Đấy, chính như vậy cho nên chúng ta không có trồng sát dần sạt vào mép chậu này. Nếu sát sạt mép chậu này thì dần dần nó sẽ nằm ở những cái thân tiếp theo theo năm, nó sẽ nằm ở trên đây và dần dần nó xuống đây, đúng không ạ? Thì về bản chất thì không có vấn đề gì, nhưng mà chúng ta cần khi chúng ta làm định hướng thì luôn chọn cách tốt nhất, đó là chờ một khoảng trống để cho những cái thế hệ tiếp theo nó phát triển và nó đi tiến vào cái phần mép chậu các bác nhé. Đó, thì chúng ta lưu ý về cái phần trồng, đó là chọn mặt phải của cây hướng vào bên trong chậu. Đấy, nếu xác định trồng thòng nhé, hướng vào trong chậu. Đó, và thứ hai là phải giữ được cái khoảng cách. Đó, thì đây là một cái chậu kỳ em thực hiện mới trồng đây. Em trồng thì thường em trồng 5, 3 năm, 7 năm hay trồng, nhưng chậu này thì em trồng 6 các bác ạ. Tại vì mình có quá nhiều những cái chậu trồng 5 rồi thì mình phải có những cái chậu trồng 6 để nó phù hợp với cái nhu cầu của từng bác nữa, tại vì theo mệnh, theo tất cả những yếu tố nữa. Nhưng mà nó đều, các bác đều thấy ạ, nó có một cái khoảng cách. Đây là cái phần này, phần khoảng cách này các bác này. Nhìn thì nhìn vậy đó, qua camera vậy, nhưng mà nó rơi vào tầm 7-8 cm đấy các bác, chứ không phải là ngắn đâu. Và cái khoảng này là nó rơi vào tầm 5-6 cm. Đó, 5 cm. Đó, như vậy là chúng ta phải chú ý về gì ạ? Về khoảng cách những cái kỳ hoặc cái khóm lan. Đấy, chứ không trường hợp là chúng ta trồng quá sát. Ví dụ như có nhiều bác trồng giống như một cái bức tường thành ấy. Đây một cái nữa, đây một cái nữa, đây một cái nữa. Thì ban đầu nhìn vào thì có vẻ là nó hợp lý, nó đẹp ấy. Nhưng mà chúng ta phải nhìn trên phương diện gì ạ? 3 năm nữa. 3 năm nữa thì nó dày đặc luôn và nó không còn cái chỗ để len về thân nữa. Thì chúng ta phải xác định là gì ạ? Cái kỳ khi trồng thì nó rất là nhỏ vậy. Nhưng mà khi nó phát triển ra thì sao ạ? Những cái bản lá của nó, đây này, những cái bản lá của nó, riêng em đo đây đã tầm 20 cm này này. Đó, 20 cm rồi. Mà nếu mà chúng ta trồng mà kín như vậy thì làm sao mà lá này nó
nó chèn lên lá kia thì làm sao mà nó lấy được cái hấp thụ được nước khoáng và dưỡng chất ánh sáng tất cả mọi cái được, đúng không các bác? Cho nên nhiều anh em hiện tại bây giờ đang theo kiểu vậy, đó là chiều khách hàng. Trong cái suy nghĩ ban đầu đó là có một cái chậu lan sum xuê, mật độ dày đẹp, nhưng mà đấy là cái trước mắt thôi, còn về lâu dài thì nó không phù hợp đâu các bác nhé. Cho nên chúng ta phải có cái sự tính toán mọi cái nó chỉnh chu, nó phù hợp, chứ không phải rằng là chúng ta chỉ nhìn vào trước mắt để có được chậu lan đẹp mà không thấy rằng là gì, theo thời gian tất cả mọi cái là nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn đấy các bác. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta thực hiện trồng các bác nhé. Đối với anh em mà chơi lan thân thỏng á, để tạo ra một cái tác phẩm đẹp á, thì đôi khi chỉ mất tầm 3 năm thôi là đã có một cái tác phẩm đẹp rồi. Nhưng mà với anh em mà chơi mà kết hợp cả đơn thân nữa thì cái thời gian của nó là rất là khủng khiếp các bác ạ. Như các bác đang nhìn thấy chậu quế này của em các bác này. Đã. Chậu quế này của em là để có được một cái chậu quế to như vậy thì mất 9 năm đấy các bác. Đó. Đi theo em từ những cái ngày đầu ở Quảng Nam cho đến vào đây và đến bây giờ theo thời gian thì các bác thấy không? Nó to rất là khủng khiếp luôn. Đây, các cái ngọn của nó này. Đó. Đó. Đối với chơi một tác phẩm của dòng đơn thân á, thì nó cầu kỳ, nó rất là cầu kỳ và đòi hỏi thời gian rất là nhiều mới có được những cái chậu lan đẹp. Ví dụ chúng ta nhìn những cái chậu lan này, chúng ta thấy không? Đấy, nếu như quay ở góc này chúng ta thấy là một cái chậu lan tác phẩm mà nó sẽ là vượt trội lên rất là nhiều, và khi nhìn vào vườn thì nó đập vào mắt của chúng ta luôn, đúng không các bác? Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng gì ạ? Cái nhìn của chúng ta cần phải dài hơi theo thời gian rất là dài, thì từ đấy chúng ta mới có được những cái tác phẩm đẹp. Nhưng em thấy rằng là tất cả các bác chơi lan thì sẽ đều có được những cái tác phẩm của riêng mình, bởi vì xác định mà đã yêu cây lan, chơi lan thì chúng ta sẽ chơi cả đời, cho nên quãng thời gian tương lai còn vô cùng dài. Cho nên cái việc mà vài năm để chúng ta xây dựng được một cái tác phẩm đẹp thì nó không phải là dài đâu các bác. Đó. Em chúc tất cả các bác xem video có thêm nhiều cái động lực, nguồn cảm hứng để mình tạo được những cái chậu lan tác phẩm đẹp các bác nhé. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích thì cho em xin một like để cho nhiều anh em mới cùng được xem video này. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.